9 bông hoa này là 9 bông hoa đẹp nhất ngày hôm nay đấy ạ. Hoa đẹp quá, cảm ơn em nhé. Gì em? Em xin ạ. Anh là khách ruột 10 tháng nay, anh không thấy người yêu em đến nhỉ? Anh cứ đùa em. Em như thế này thì làm gì có ai yêu em ạ? Thế bây giờ giả dụ có một chàng trai thích em, muốn tỏ tình với em thì sao? Sẽ chẳng có nếu đâu anh ạ. Mà nếu có thì em cũng chẳng dám nhận đâu. Em đã tự hứa với mình là em sẽ ở vậy và không lấy chồng. Em không muốn làm gánh nặng cho người ta. Anh Vững à? Anh cũng có cuốn sách này à? Em tìm mua mãi mà không được. Bạn anh cho mượn đấy. Em muốn đọc nó à? Vâng ạ. Vậy em đọc trước đi, khi nào đọc xong đưa cho anh sau cũng được. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Con này, mẹ thấy cái cậu thanh niên ngày nào cũng mua 9 bông hồng, sao mấy hôm nay không thấy đến nhỉ? Con không biết mẹ. Hay là cậu ấy giận con? Nhưng mà con có làm gì để anh ấy giận đâu ạ? Mẹ nhìn ra mẹ cũng biết là cậu ấy thích con đấy. Nhưng mà hôm nọ con nói thế, khác nào chặn đường cậu ấy. Mẹ, anh ấy vừa đẹp trai, lành lặn, công việc lại đàng hoàng. Làm sao mà thích người khuyết tật như con chứ? Này, mẹ cũng nhận thấy là không phải con là không có tình cảm với cậu ấy đâu. Mẹ, con đừng giấu mình trong cái kén tự ti nữa. Con phải mở nó ra để mà đón nhận tình cảm chứ. Hai. Anh Vững. Cả tuần vừa rồi anh bận quá nên không qua mua hoa cho em được. Em tưởng anh có còn khác rồi cô. Em làm cho anh một bó hoa thật đẹp. Vâng ạ. Để anh tỏ tình. Vâng ạ. Hoa của anh đây ạ. Hoa đẹp quá. Cảm ơn em. Em xin. Chào chị. Chị ơi, có người gửi hoa tặng chị ạ. Ai thế ạ? Em không biết ạ, em chỉ là người đưa hàng thôi ạ. Em cảm ơn anh ạ. Nếu em đồng ý làm người yêu của anh, hãy đến công viên gặp anh. Vững. Anh lừa em đấy ạ. Nếu anh không làm như vậy, sao anh có thể biết tình cảm của em dành cho anh? Tình cảm anh dành cho em là thật. Hãy làm bạn gái của anh nhé. Vâng.